Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG Wing của em. Em đã sử dụng nó được khoảng hơn 2 tuần rồi. Thì nay em sẽ cho các bác biết được là cái con LG Wing này pin nó sử dụng như thế nào nhé. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, con LG Wing ấy, nó có cái dung lượng pin là 4000, nó bằng với con LG V50 ấy. Thì con LG V50 cái pin trâu của nó thì các bác cũng đã khá biết rồi. Tuy đến thời điểm này nó cũng không còn trâu mấy nữa, nhưng mà nó cũng thuộc dạng còn là con pin trâu rồi. Thì con LG Wing này ấy, nó cũng có cái mức dung lượng là 4000. Tuy nhiên ấy, cái màn hình nó lại khá là lớn, 6.8 inch. Tuy chỉ là Full HD thôi, nhưng mà cái màn hình nó rất là lớn. Hơn nữa là nó còn cái màn hình phụ này nữa này. Đấy, cho nên là các bác cũng thắc mắc là không biết pin nó có được trâu không. Thì đây em đã test cho các bác là trong vòng 1 tuần rồi. Thì pin nó như này. Thì trong vòng 1 tuần vừa rồi ấy, em luôn để cái độ sáng là khoảng 50 nhé, 48 hoặc là 50, nói chung là tầm 50, và không để chế độ tự động nhé. Đấy, không để chế độ tự động đó. Các bác mà để chế độ tự động thì cái pin nó sẽ khác đấy, hoặc là các bác để độ sáng lớn hơn hoặc nhỏ hơn đấy, pin nó cũng sẽ khác. Và hoàn toàn đấy, em không sử dụng đến cái màn hình phụ này nha các bác. Em không sử dụng gần như không sử dụng một chút nào đến cái màn hình phụ này, tại vì em chả có nhu cầu gì với cái màn hình phụ này các bạn. Kể cả chơi game mọi thứ em chẳng bao giờ dùng cái màn hình phụ đấy, cho nên là nếu như các bác nào mà dùng màn hình phụ nữa thì chắc chắn cái pin nó cũng sẽ giảm đi một chút nữa. Thì như em test ấy, em không dùng một tí nào của màn hình phụ nhé. Các bác có thể là bảo thế không test đấy thì làm sao mới đi được, nhưng mà đấy là cái nhu cầu của mỗi người thôi. Tại vì nhu cầu của em thì em không dùng màn hình phụ, cho nên là em không test cái đấy. Thì em test chỉ có mỗi màn hình chính và độ sáng là khoảng 50%, hoàn toàn là không phải để tự động nhé, để cố định là 50%. Đấy, thì mức pin nó như này. Thì ngày thứ nhất đây này, ngày thứ nhất em test được là nó vẫn còn 16%, nhưng mà nó được hơn 5 giờ đó. Đây là ngày thứ nhất này. Và các tác vụ em dùng ấy, quên chưa nói cho các bác, tác vụ em dùng ấy chỉ là đa số là Facebook này, Zalo này, YouTube này và web web vớ vẩn thôi, không chơi game. Đây, như ngày một này em không chơi game này, ngày nào em có chơi game ấy, thì em sẽ ghi chú lại. Thì đây, ngày 1 không chơi game, chỉ dùng những cái tác vụ bình thường, thì ngày 1 sẽ được khoảng hơn 5 giờ. Nếu mà dùng hết cái 16% này thì em nghĩ phải được 5 5 giờ rưỡi. Đấy, tiếp theo này, ngày 2 này. Đây, ngày 2 ấy, thì ngày 2 em còn những 22% nữa, thì ngày 2 đã được khoảng hơn 4 giờ. Nhưng mà còn những 22%, tại vì nhiều khi là một ngày làm việc em cũng không 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 dùng hết được cái lượng pin của nó mà. Cho nên khi nằm đi ngủ thì em chụp lại thôi. Đây, ngày thứ hai thì nó được khoảng hơn 4 giờ nhưng mà còn rất nhiều phần trăm pin. Đấy, tiếp theo này, ngày thứ ba này. Ngày thứ ba thì em cũng sử dụng được hơn 5 giờ, 5 giờ 21 phút. Thì ngày này em cũng không chơi game gì cả, cũng chỉ tác vụ bình thường thôi. Thì nó được 5 tiếng rưỡi. Nếu mà dùng mà hết 17% này em nghĩ là phải được đến 6 giờ. Đó, tiếp theo này, ngày thứ tư này. Đây là ngày thứ tư này, thì còn những 20% nữa. Ngày thứ tư thì em có chơi Liên Quân một ván hết khoảng 20 phút, thì còn 20% nữa cơ mà. Nhưng mà đây là đã được gần 5 giờ rồi, thì nếu như mà dùng hai hết 20% này thì em nghĩ là phải được trên 5 giờ để có chơi Liên Quân 20 phút nhé. Đấy, tiếp theo là ngày thứ năm. Đây, ngày em gần như vừa hôm qua em test đây, thì là nó cũng được gần 5 giờ. Ngày hôm qua thì em cũng không chơi game, nó được gần 5 giờ và còn 19% nữa. Thì qua mấy cái ngày test như thế thì em kết luận là cái con pin của con Wing này nó ở mức trung bình thôi. Nó nếu mà ở tác vụ bình thường ấy, nó sẽ chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 giờ thôi. Đấy, chính xác là từ 5 đến 6 giờ ở tác vụ bình thường, và ở cái độ sáng là khoảng 50%. Còn nếu như các bác nào mà chơi game rồi sử dụng màn hình phụ nhiều nữa ấy, hoặc độ sáng màn hình nó khác ấy, thì đương nhiên nó sẽ khác. Sử dụng màn hình phụ và chơi game nó sẽ tốn pin hơn đó, và độ sáng lớn thì sẽ càng tốn pin hơn. Thì nói thật với các bác là ở cái mức độ pin như này này, thì đối với một người dùng bình thường không chơi game thì em thấy là ổn. Như em đang dùng nhé, em một thằng không chơi game, cũng chỉ sử dụng Zalo chụp ảnh công việc mà, chụp ảnh Zalo Facebook nhiều, thì em thấy là nó ổn. Một ngày làm việc nhé, chứ không phải là một ngày nhé. Một ngày làm việc chỉ tầm khoảng 8 tiếng, nhưng mà trong 8 tiếng đấy thì các bác không thể sử dụng liên tục 8 tiếng được đâu. Nó chỉ sử dụng khoảng 5 6 tiếng thôi, hoặc là 4 5 tiếng thôi. Còn về nhà, tại vì em công việc em cũng sử dụng cái Zalo liên tục mà, thì
Cho nên là em thấy với cái mức 4 5 đến 6 tiếng như này là nó đủ dùng với em, thậm chí là hơi thừa. Về nhà thì em vẫn còn, hoặc về nhà thì mình cắm sạc thôi, không vấn đề gì. Còn nếu như bác nào mà chơi game thì chắc chắn là cái pin nó sẽ giảm đi nữa. Và thực sự là em cũng không nghĩ là bác nào sẽ mua con Wing này để mà chơi game cả. Đó, vì thứ nhất là hiệu năng của nó không tốt, cái pin nó không được tốt cho lắm. Đấy, nó chỉ phù hợp với người nào dùng bình thường rồi, dùng phổ thông thôi. Đó. Và em nghĩ là sau cái bài test pin này thì nhiều bác cũng chả muốn mua con Win này, chả muốn mua con Win này luôn. À, nhưng mà em thấy là nếu như anh em nào mà không chơi game và thực sự là phải nói là một cái fan LG chân chính thì mới dám mua con Win này thôi. Tại vì con Win này nó không phải là con điện thoại thực dụng gì cả, nó không đáp ứng cái nhu cầu phục vụ công việc hoặc là giải trí hàng ngày của các bác đâu. Nhưng mà đối với em thì em thấy hài lòng với nó, vì thứ nhất là cái màn hình nó quá tuyệt vời luôn. Đây, như các bác biết đây, cái màn hình nó đến hiện tại em dùng nó hơn 2 tuần rồi, em thấy nó rất là tuyệt vời, và nó không gây cái hiện tượng mà tiếc nuối khi mình mua nó sử dụng ấy. Đấy, đấy là cái cảm nhận của em thôi, chứ còn mỗi người mỗi khác. À, tuy nhiên thì con Wing này cái trọng lượng của nó cũng rất là nặng. Nó hiện tại đang là cái con máy mà nặng nhất của nhà LG luôn, 260 gram, gần 3 lạng. Đấy là chưa có ốp gì đấy, nếu mà các bác chơi ốp vào nữa vậy nó phải tầm hơn 3 lạng. Cho nên là cầm nó khá là nặng, và như em cầm hơn 2 tuần này thì em đã quen rồi nha các bác. Mới đầu ấy thì là cầm con Wing này mà đi ngủ, cầm mà đọc báo hoặc là lướt Facebook ấy, khi mà đi ngủ ấy thì đúng là rất là nặng các bạn, khó chịu. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì em thấy nó quen rồi. Đấy, và cái pin thì như nãy em chia sẻ với các bác rồi đấy, nó được khoảng 5 đến 6 giờ. Nếu như với những bác nào mà thích cái màn hình của con LG này, fan của LG, fan chân chính luôn nhé, thì hãy mua con này. Chứ còn nếu mà các bác quan tâm đến hiệu năng hoặc là camera thì cũng không nên mua con Wing này. Camera con Wing này cũng tồi dạng khá thôi, chứ không phải là ngon hẳn. Đấy, cho nên các bác cân nhắc nhé. Rồi, ok. Chào các bác.